Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao Bộ trưởng Tô Lâm bị đề nghị trừng phạt theo đạo luật Magnitsky toàn cầu. Chiến dịch do 10 tổ chức vận động nhân quyền quốc tế phát động kêu gọi các chính phủ phương Tây áp dụng định luật Magnitsky toàn cầu để chế tài hai ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Các tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Article 19, Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ thúc giục Liên minh châu Âu, Quốc hội Mỹ, Anh, Canada áp dụng các chế tài chống lại ông Lâm và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, mà họ cho là đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Trong một thập kỷ qua, các quan chức chính phủ Việt Nam tiếp tục siết chặt tự do ngôn luận và nhắm mục tiêu đến các nhà báo, công dân và những nhà hoạt động làm tăng đáng kể vi phạm nhân quyền. Các tổ chức viết trong một báo cáo được đưa ra trong chiến dịch này như vậy. Các luật chẳng hạn như đạo luật Magnitsky cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các chính phủ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông Lâm cùng ông Bình đã bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho việc đàn áp, tấn công bạo lực và bắt giữ hơn 300 tù nhân lương tâm và 2.000 trường hợp các nhà bất đồng chính kiến khác đã bị sách nhiễu với ít nhất 500 vụ đánh đập tù nhân bởi lực lượng công an do họ điều động. Đây là hình ảnh hàng loạt nhà báo độc lập và các nhà hoạt động xã hội bị bắt giam ở Việt Nam gần đây đều chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Trong một thỉnh nguyện thư đưa ra trong chiến dịch này, các tổ chức còn cho rằng hai ủy viên Bộ Chính trị cũng chịu trách nhiệm đối với những vụ tra tấn tù nhân, sách nhão nhiễu người thân, triệt hạ kinh tế và can thiệp đưa đến những phiên tòa bất công. Một hồ sơ chứng cứ hành vi vi phạm nhân quyền của Bộ trưởng Tô Lâm và chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng một báo cáo về tình trạng tù nhân lương tâm Việt Nam năm 2021 do 10 tổ chức phối hợp thực hiện đã được trao cho giới chức Liên minh châu Âu vào hôm 27 tháng 10. Trong phần cáo buộc đối với ông Lâm, người giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2010, các tổ chức cho rằng với tư cách là một người đứng đầu của cái gọi là cơ quan siêu bộ ở Việt Nam, vị Bộ trưởng này đã có thể can thiệp vào mọi tổ chức hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như có thể can thiệp vào các cuộc điều tra của cơ quan an ninh điều tra, các lệnh truy tố của Viện Kiểm sát và thậm chí cả thủ tục tại tòa án. Bộ Công an của ông Lâm cũng là nơi quản lý và thực thi các chính sách tại các nhà tù tại Việt Nam. Đã có những trường hợp bị đánh đập hoặc tra tấn trong các trại giam được ghi nhận gồm các nhà hoạt động như Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng, Nguyễn Văn Đài hay các trường hợp chết trong tù như Đinh Đăng Định và Huỳnh Anh Trí. Các trường hợp này được nêu trong báo cáo của 10 tổ chức và cũng đã được các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng trước đây. Đây là hình ảnh bên trái là bà Phạm Đoan Trang khi công bố bản tội ác đồng tâm. Hình bên phải là bà Trang phải đi nạn sau khi bị an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới quyền ông Tô Lâm chặn đánh gãy chân đứt dây chằng và sau phải phẫu thuật lại vào năm 2016. Đến nay vết thương vẫn chưa lành. Theo một báo cáo của chính phủ Đức được các tổ chức trích dẫn, Bộ Công an của ông Tô Lâm còn chịu trách nhiệm trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017, dẫn tới cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất trong lịch sử giữa Đức và Việt Nam, khi Berlin xem đó là một vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế tại Đức. Từ các phân tích về vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Công an, các tổ chức kết luận rằng ông Lâm phải chịu trách nhiệm về tất cả những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong ít nhất 10 năm. Tính từ năm 2010 đến năm 2020, theo đạo luật Magnitsky. Tương tự, các tổ chức này cũng cáo buộc ông Bình trong 10 năm giữ chức vụ cao nhất của Viện Kiểm sát và Tòa án tối cao đã phớt lờ những khiếu nại của nhân dân đối với sự sách nhiễu và bất công cảnh sát trong các phiên tòa và với sự chỉ đạo của ông, các bản cáo trạng cũng như các bản án dành cho các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền được viết ra theo những hồ sơ điều tra của công an. Theo thống kê của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Dự án 88 thì có ít nhất 352 người đã bị kết án trong vòng 10 năm qua chỉ vì thực thi các quyền tự do căn bản của con người được ghi trong Hiến pháp của Việt Nam. Các tổ chức này cũng cho rằng ông Bình đã biến tòa án thành một công cụ quyền lực hơn cho việc duy trì và sắp đặt chính trị và các chính sách nhằm duy trì sự thống trị của Đảng Cộng sản chống lại những người dám lên tiếng phản đối. Do đó, theo 10 tổ chức này, ông Bình cần phải chịu trách nhiệm và cũng bị đề nghị áp dụng đạo luật Magnitsky. Các cuộc gọi của Đài Tiếng Hoa Kỳ
tới Bộ Công an và Tòa án Nhân dân tối cao để xin bình luận trước những cáo buộc mà 10 tổ chức đưa ra không được hồi đáp. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội cũng luôn phản bác các chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém của Việt Nam từ các tổ chức và chính phủ quốc tế. Đây là hình ảnh 3.000 lính đặc nhiệm dưới tay của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nửa đêm đã đột kích vào làng Đồng Tâm và giết chết cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, một cách dã man, với việc cụ Lê Đình Kình bản thân là một lão thành cách mạng của Đảng Cộng sản. Bộ Công an của ông Tô Lâm đã gây ra tội ác rung động dư luận trong và ngoài nước như thế. Người phát ngôn của bộ này thường khẳng định rằng các quyền cơ bản của người dân trong nước được đảm bảo và rằng chỉ có những người vi phạm luật pháp mới bị bắt giữ hay bỏ tù ở Việt Nam. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công an và chánh án, ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình đã không bị trừng phạt vì các hành vi tấn công vào xã hội dân sự, không thể chấp nhận được điều này quá lâu rồi. Ông Matthew Butler, người đứng đầu chương trình châu Á của tổ chức Article 19, có trụ sở ở London, nước Anh, đã nhận định như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Theo ông Booker, sự đàn áp của các quan chức Việt Nam đối với những tiếng nói độc lập không có dấu hiệu suy giảm tại quốc gia Đông Nam Á. Còn theo ông Daniel của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, có trụ sở ở Paris, nước Pháp, các quyết định cũng như những hành động trong quá khứ của ông Lâm và ông Bình trực tiếp dẫn tới việc bắt giữ và kết án hàng chục nhà báo và những blog vì nói lên sự thật. Vì vậy, ông Lâm và ông Bình nên được coi là những kẻ săn mồi hung dữ của tự do báo chí. Ông Bastanda đã nói với Đài Tiếng Hoa Kỳ qua email như vậy. Và hai quan chức này cũng nên bị trừng phạt thích đáng vì hành vi vi phạm nhân quyền của họ, để sự ra trái của họ không lặp lại. Và liệu có thể trừng phạt được ông Tô Lâm hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Đạo luật Magnitsky ban đầu là nhằm trừng phạt các quan chức của Nga có liên quan đến cái chết của một luật sư thuế người Nga, Magnitsky, tại một nhà tù ở Moscow vào năm 2009, được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12 năm 2012. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình trong cả ba vai trò điều tra, truy tố, xét xử thì đều bảo vệ chế độ một cách mù quáng, bất chấp tội ác và lẽ công bằng. Đặc biệt thô thiển, gây phẫn nộ nhất là phiên tòa giám đốc thẩm xử ông Hồ Duy Hải và bất chấp những chứng cứ giao thớt mua ở chợ và quy trình điều tra tố tụng đầy nghi vấn. Đạo luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky sau đó được áp dụng trên toàn cầu từ năm 2016, trong đó quy định chế tài đối với cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Theo đó, chính phủ Mỹ được phép trừng phạt những người được xem là vi phạm nhân quyền hay tham nhũng, phong tỏa tài sản của họ tại Mỹ và cấm họ bước chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Theo sau Mỹ, Canada và Anh vào năm 2018 cũng đã thông qua đạo luật này. Liên minh châu Âu sau nhiều vận động bền bỉ của các tổ chức phi chính phủ và nhân quyền, công lý và chống tham nhũng cũng bắt đầu áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu vào tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, giới đấu tranh vì nhân quyền trong nhiều năm qua cũng đang vận động để đạo luật Magnitsky được ban hành và áp dụng tại Úc. Ông Trần Sơn, người đại diện của Đảng Việt Tân đến trụ sở của cơ quan ngoại giao tại châu Âu, ở Bruxelles, Bỉ, để nộp hồ sơ và báo cáo đề xuất Liên minh châu Âu trừng phạt ông Lâm và ông Bình theo luật Magnitsky toàn cầu, cũng cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết rằng trong những tháng tới, các tổ chức này sẽ tiến hành các bước tương tự tại Mỹ, Canada và Úc khi luật Magnitsky được thông qua tại đây. Chúng tôi biết rằng trừng phạt một người đang giữ chức vụ khá cao trong bộ máy chính quyền Việt Nam không phải là dễ, nhưng các tổ chức đồng ký tên, gồm 10 tổ chức đã đồng ý với nhau là mình phải lên tiếng vì trách nhiệm của ông Tô Lâm là rất cao trong các sự đàn áp, ông Sơn nói. Đây là hình ảnh của hai người con trai của ông cụ Lê Đình Kình là Lê Đình Công bên phải và Lê Đình Chức bên trái đều bị tuyên án tử hình. Đây là tội ác xuất phát từ Bộ Công an của ông Tô Lâm, rồi đến tòa án mà ông Nguyễn Hòa Bình nắm quyền cao nhất đã chủ trương vụ giết cả ba người nhà ông Lê Đình Kình chỉ vì giành đất đai với người dân ở làng Đồng Tâm. Không biết tiến trình sẽ đi tới đâu và không biết là các quốc gia có sẵn sàng trừng phạt một người như vậy hay không. Nhưng chúng tôi có bổn phận phải lên tiếng. Có được kết quả ngay bây giờ hay sau đó vài năm nữa không thành vấn đề lắm, mà cái quan trọng là phải vạch trần trách nhiệm của ông Lâm bằng giấy trắng mực đen và ghi vào sổ của các nước Tây Phương khi họ đối thoại với Việt Nam. Một đại diện của tổ chức EAS cho biết
rằng cơ quan này không bình luận về tiến trình nội bộ hay tình trạng của bất kỳ quy trình thể chế nào khi trả lời yêu cầu bình luận của Đại tướng Hoa Kỳ và liệu về việc liệu châu Âu có áp dụng chế tài theo đạo luật Magnitsky đối với ông Lâm và ông Bình hay không. Đại diện này cho biết qua email rằng đại diện cấp cao hoặc các quốc gia thành viên của châu Âu sẽ đề xuất danh sách theo các biện pháp hạn chế của châu Âu để hội đồng, tức là Liên minh châu Âu, quyết định theo các điều khoản hiệp ước hiện hành. Tôi nghĩ rằng các nhà chức trách của Liên minh châu Âu, Canada, Anh và Mỹ có một cơ hội tuyệt vời để cho thấy rằng họ vẫn được thúc giục, thúc đẩy bởi các nguyên tắc phổ quát như nhân quyền và tự do báo chí. Ông Bastan đã nói như vậy. Họ nên nắm lấy thời cơ hội này để áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân đã trà đạp lên các giá trị phổ quát đó. Nếu không làm như vậy thì sẽ là một dấu hiệu xấu cho cuộc chiến toàn cầu vì dân chủ. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 25 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tòa án ở Anh xử vụ án ma túy 2 triệu bảng với 5 người Việt Nam gác ổ cần sa. Vừa có 5 người Anh bị xử tù sau khi được cảnh sát truy bắt vào hồi năm 2019 và 2020 ở London và Essex, phá 4 điểm trồng cần sa trị giá tới 2 triệu bảng. Chừng 2.000 cụm cần sa đã bị cảnh sát phá ở 4 điểm thuộc thủ đô London và hạt Essex về phía đông. Báo My London News nói về vụ xử ở tòa Ballisdon vào hôm 16 tháng 11 rằng các bị cáo đã dùng luôn cả khu vực xử lý rác ở London làm điểm trồng cần sa. Đây là hình ảnh một trang trại cần sa của người Việt ở Anh. Các cơ sở khác được biến thành nơi trồng cần sa lậu bao gồm Redfield ở Ridley và ở Brickford và một điểm nữa ở Maybrook. Họ cũng phát hiện ra 5 công dân Việt Nam đã bị cưỡng bức trồng cần sa ở đây. Khác với nhiều vụ trồng cần sa của nhóm chủ mưu là người Việt hoặc các sắc dân tộc nhập cư, trong vụ việc này cả 5 bị cáo là người Anh. Họ là James, Danny, Gary, David và cả 4 bị xử án tù giam, với David Hare, 37 tuổi, nhà ở Castlewick, nhận 4 năm và 4 tháng tù. Người thứ 5 là Green, 34 tuổi, bị xử 2 năm rưỡi án treo và phải thực hiện 100 giờ lao động công ích. Các nạn nhân người Việt bị cưỡng bức trồng cần sa được chuyển cho hội từ thiện để trợ giúp, theo bài báo của Jerry Hook chia sẻ. Vấn đề người Việt nhập cư lậu và nghề trồng cần sa ở Anh như thế nào? Kể từ năm 2014 cho đến nay, hai chính phủ Anh Quốc và Việt Nam đã quan tâm đến chuyện phòng chống buôn bán người và nhìn nhận đây là vấn đề rất lớn. Hai chính phủ đã phối hợp với nhau và tăng cường hợp tác sau vụ án 39 tử thi người Việt vào Anh bằng xe thủng đông lạnh được phát hiện ở Essex vào tháng 10 năm 2019. Kể từ đó, làn sóng người Việt Nam vào Anh không dừng và có thể không giảm, với một con số không nhỏ nay đi thuyền cùng các nhóm di dân trái phép và người xin tị nạn để đổ bộ vào bờ biển nước Anh. Trong chuyến thăm mới nhất sang Anh vào đầu hồi tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Đại tướng Tô Lâm đã gặp cả người đương nhiệm Pháp và Anh ở London để bàn về vấn đề này. Anh Quốc cũng hỗ trợ chính quyền Việt Nam các phương tiện để kiểm soát biên giới tốt hơn. Tuy thế, chuyến đi của ông Tô Lâm lại bị lu mờ bởi vụ ăn thịt bò rát vàng trong một nhà hàng sang trọng hàng đầu của London, trị giá mỗi phần ăn này đến hàng ngàn đô la. Đây là hình ảnh bài báo đăng trên BBC tiếng Anh về bữa tiệc thịt bò rát vàng của ông Bộ trưởng Tô Lâm. Nhiều báo của Anh đã đăng tin vụ thịt bò với nhiều bình luận của người dân Anh. Chỉ dưới bài của BBC News tiếng Anh là gần 400 ý kiến sau vài ngày. Trong số này có cả ý nghi ngờ cam kết của chính phủ Việt Nam về việc chống buôn người khi mà quan chức chủ chốt nắm công tác đó sang Anh để ăn hưởng xa hoa đến như vậy. Về lâu dài, để ngăn làn sóng di dân bất hợp pháp từ Việt Nam vào Anh thì cần giáo dục tại chỗ ở Việt Nam. Theo ông York, người sáng lập Liên minh phòng chống mua bán người, đã nói với đài BBC tiếng Việt vào hôm 31 tháng 11 năm 2021 như sau: không có gì có thể tốt hơn là giáo dục cộng đồng, giáo dục phòng ngừa cộng đồng. Cũng có những người phải lao vào con đường đi bán sức lao động ở nước ngoài sau khi bị tước đoạt ruộng đất và mất khả năng sinh nhai tại Việt Nam. Đó là ý kiến của một nhà văn gốc Việt tại Anh trong bài
nhiều người Việt Nam sẵn sàng đánh đổi mạng sống để sang Anh đã đăng gần đây trên trang BBC tiếng Việt. Việc dòng người vào Anh xin cứu trợ nhân đạo, làm giấy tờ kết hôn giả hoặc nhận con giả cho phụ nữ Việt Nam mang thai được ở lại ngày càng làm nhức nhối dư luận ở Anh. Đây là hình ảnh vụ 39 người Việt Nam chết ngạt trong container lạnh vẫn chưa làm cho nước Anh hết bàng hoàng. Vì không có việc làm, không biết tiếng Anh, một số không nhỏ tới Anh Quốc đã ngay lập tức gia nhập đội quân trồng cần sa lậu để có thu nhập cao dù có rủi ro là vi phạm pháp luật và bị trục xuất. Từ hơn 10 năm qua, nạn trồng cần sa trở thành phổ biến ở các nước châu Âu và băng đảng người Việt đã bị giới chức cho có là dính líu rất nhiều. Cũng theo tìm hiểu của đài BBC News tiếng Việt, không chỉ có người Việt Nam trồng cần sa ở Anh và châu Âu. Thị trường hàng tỷ đô la một năm này cũng giống như miếng bánh ngon cho người bản xứ và các nhóm nhập cư khác. Chưa kể một số tài liệu của châu Âu nói người Việt chỉ đóng được vai trò trong công đoạn trồng, tưới, vận chuyển mà không phải là đầu mối tiêu thụ cần sa. Việc tiêu thụ đưa cần sa tới khách thường do các băng đảng khác kiểm soát. Anh và Hà Lan nổi lên như hai nước có thị trường cần sa lớn, nơi nghề trồng cần sa tại gia, ngoài trời và trong nhà kính từ Bắc Mỹ du nhập sang. Số liệu của cảnh sát Anh Quốc cho hay từ tháng 1 năm 2016 cho đến tháng 4 năm 2018, chỉ riêng tại London, nhà chức trách đã phát hiện ra 314 trại cần sa. Tính trung bình, cứ 2 ngày cảnh sát Anh đã tìm ra một căn nhà trồng cần sa, theo tờ báo của Evening Standard chia sẻ. Tới trước năm 2010, Anh Quốc phải nhập tới 50% cần sa, nhưng từ năm đó trở đi, Anh trở thành thị trường xuất khẩu cả hai loại cần sa. Đây là hình ảnh cảnh sát thu giữ các cây cần sa bên trong một căn hầm ở Western Anh. Trồng cần sa là một nghề phi pháp có lãi lớn. Trị giá của 250.000 cây cần sa ngoài chợ đen có thể lên tới 60 triệu bảng Anh, theo số liệu của Hội đồng Cảnh sát trưởng quốc gia vào năm 2015 chia sẻ. Quá trình tăng trưởng về ma túy này gắn liền với các băng đảng Việt Nam, theo một bộ phim về chống nô lệ hiện đại và buôn bán trẻ em vào các trại cần sa ở Anh. Sự chuyển biến từ nhập khẩu sang xuất khẩu này xảy ra một phần là vì các băng đảng Việt Nam có tổ chức dùng căn hộ gia đình làm nhà máy cần sa. Và chừng 7.500 cụm cần sa thu được ở Vagres có giá trị tương đương với 3,5 triệu bảng Anh thời giá 2015 khi đó. Và từ năm 2000 cho đến 2014, số trại trồng cần sa ở Anh đã tăng tới 150%, cũng theo cảnh sát. Và trong tất cả các nạn nhân buôn người buộc phải làm trong các trại cần sa thì 96% đến từ Việt Nam và 81% là trẻ em. Dù hiện có nghi vấn rằng một số người tham gia trồng cần sa luôn nhận là vị thành niên để tránh bị truy tố, nhờ pháp luật bảo vệ trẻ em tại Anh, hoạt động trồng cần sa của các băng đảng Việt Nam là khá phổ biến và ngày càng táo tợn. Ngoài việc đục phá nhà cửa thuê của chủ để biến căn hộ thành trại cần sa, các băng đảng đôi khi còn giả ngây giả ngô hoặc lợi dụng lỗ hổng pháp luật để chạy tội. Tờ báo Anh cho biết vào hồi năm 2015, hai người Việt Nam là Chiến Nguyễn và Hiền Nguyễn bị bắt trong một trại cần sa trị giá 100.000 bảng Anh trong 11 căn phòng ở nhà 4 tầng tại Leith West. Đây là hình ảnh sấy cần sa trong một căn hầm ở Wallis. Cả hai đã khai trước tòa họ nghĩ là họ trồng một loại rau phương Tây, chứ không biết đó là thứ phi pháp. Cảnh sát châu Âu đánh giá rằng nay nghề trồng cần sa đã lan ra khắp châu Âu, có cả Pháp, Bỉ, Na Uy, Séc, Đức, Ba Lan. Nhưng tại Hà Lan, vấn đề diễn biến phức tạp nhất. Các băng đảng người Việt ở Hà Lan có liên hệ với buôn người, rửa tiền, buôn lậu hàng hóa, làm giấy tờ giả và các loại cần sa mà người Việt Nam tổ chức. Công nghệ trồng và kỹ thuật cần sa được nhập từ Canada chuyển giao sang Hà Lan và Anh. Từ Hà Lan, một phần lớn tiền được chuyển về Việt Nam qua hệ thống ngân hàng bình thường, như chuyển tiền hợp pháp qua các gửi người tiền, qua các ngả, chuyển ngầm dù ít hơn. Các cửa hàng nai đã mọc lên nhiều ở châu Âu cũng có dính líu đến rửa tiền phi pháp. Có quan hệ giữa các nghi phạm người Việt ở Hà Lan và các nước khác như Đức và Séc, theo hồ sơ cảnh sát chia sẻ. Nguồn cần sa thu hoạch được đã biến sang Ý, Anh và Thụy Điển và có sự tồn tại của các kênh quốc tế đem về rửa tiền, chuyển về Việt Nam hoặc các nơi khác. Có người Việt Nam và cả người Hà Lan cũng tham gia vào đường dây này. Và người Hà Lan gốc Việt thường đóng vai trò trung gian.